Còn vụ dự gì nữa chứ? Thầy đi mau rồi về. Tại sắp nhỏ đi đâu hết, nên tôi mới nhờ thầy đó đà. Cái tánh của tôi, đã uống là phải uống cho sai. Dạ. Em cứ đứng yên đó đi. Hoa muốn nghe em ca thêm mấy bản nữa. Đêm nay Hoa chịu tiền hết thảy, bao nhiêu cũng được. Sao vậy nè? Em sợ Hoa hả? Cớ chi mà em nhìn lãng chỗ khác vậy? Nhìn Hoa nè. Dạ, em có sợ chi đâu. Hoa chỉ là mến tài của em thôi, chứ không làm tổn hại chi tới em đâu. Vốn dĩ Hoa đã thích đờn ca, nay gặp em thì cái sự thích thú đó lại càng tăng lên bội phần. Em đã đẹp mà giọng ca lại ngọt ngào, thiệt mới đúng là tài sắc vẹn toàn đó đa. Dạ, cảm ơn ông. Ông khen em thái quá, làm em hổ thẹn. Em khiêm tốn quá. Hoa khen thiệt lòng, chứ không chút chi giả dối hết. Người ca hay, phải gặp được kẻ biết thưởng thức chứ. Cái này người ta gọi là tri kỷ tri âm đó đa. Nếu em không chê, Hoa sẽ bỏ tiền cho em lập gánh hát. Em sẽ được diễn trên sân khấu lớn. Em sẽ được nổi tiếng khắp xứ. Em chịu không nè? Dạ, cảm ơn ông đã có lòng hậu đãi. Em chỉ là một đào hát bình thường. Việc ông nói em không dám màng tới. Em nói vậy thì Hoa không có dám nài. Nhưng thiệt tình thì Hoa quý em lắm. Đời này mà có người không ham danh lợi như em thì thiệt là hiếm đó đa. Nhưng nói gì thì nói, chớ sau này em có chuyện chi cần thì Hoa sẽ giúp em. Dạ, em đội ơn ông. Niềm vui nay có duyên tri ngộ với ông, lại được ông mến tài như vậy, em mừng lắm đa. Vậy là em chấp nhận làm tri kỷ tri âm với Hoa rồi, đúng không? Dạ, em chỉ mong ông không bạc đãi, đặng gánh hát của em sống qua ngày là may lắm rồi. Chà chà, vậy thì phải mừng cho mối tình tri âm tri kỷ này chứ. Mình uống cạn ly rượu này coi như là đã giao ước xong rồi đó đa. Mà chỉ còn đúng một ly, Hoa mời em. Dạ, em cảm ơn ông. Nhưng nào giờ em không dám uống rượu với khách. Hoa chơi em mà còn chỉ lễ làm chi? Chẳng lẽ Hoa mời mà em cũng không nể mặt? Em nhấp môi chút đỉnh có hại chi đâu nè. Em từ chối là coi như bỉ mặt Hoa đó đà. Hoa giận luôn nghe không? Cớ chi mà ngại ngùng vậy nè. Em uống chút nữa cho Hoa vui nè. Uống đi em. Dễ quá, có khó chi đâu nè. Thiệt ra uống rượu không phải là chỉ có hại. Thanh Thanh, thôi ngồi xuống đây. Uống rượu vô mình sẽ mạnh dạn hơn, mình sẽ dám làm cái gì mà bình thường mình không có dám làm đó đa. Ui, nhìn em kìa,
Uống có chút xíu mà gò má ửng đỏ rồi đó Đa. Càng nhìn em, Hoa càng thấy rạo rực ở trong lòng. Chẳng giấu chi em, lần đầu Hoa thấy em, Hoa đã bủn rủn chân tay lửa tình hừng hực. Hoa cứ tưởng là mình say rượu, nhưng mà không phải. Hoa sai cái nhan sắc của em đó Đa. Em có thoát khỏi tay Hoa không chứ? Thanh ơi, Thanh Thanh. Thanh Thanh. Thanh Thanh ơi. Thanh Thanh. Ủa, có chi mà em khóc lung vậy đó? Ông Hội Đồng, ông ta ông Hội Đồng, tôi sẽ giết ông. Hoàng Xuyên, đừng mà. Buông ra. Tôi cũng không mạng. Dạ, cho tôi gặp cô Đào Thanh Thanh à. Dạ chào cô. Cậu là ai mà hỏi tôi? Dạ tôi là người làm của ông Hội Đồng. Ông Hội Đồng biểu tôi gửi cho cô số bạc này đó Đa. Dạ cô cầm giùm tôi. Dạ. Sao lại có thứ người khốn nạn như vậy được chứ? Cậu đi khỏi đây mà. Về nói với ổng tôi không cần. Nói ổng tránh xa tôi nghe chưa? Trời ơi! À? Trời ơi! À, gì vậy cô? Trời ơi! Ủa sao cô? À, nè! Tôi có chuyện chi mà rần rần vậy hử? Cái gì vậy cậu? Càng nó kia coi. Thôi, cứ để coi đã. À, coi kìa. Hội Đồng Vĩnh sai người làm tới đưa tiền làm bỉ mặt tôi đó Đa. Nè, cầm lại tiền và đi đi. Còn sớ rớ ở đây tôi đập cho gãy giò. Đi chưa? Đi không? Cậu nghe không? Đi đi. Đi nhanh lên. Dạ dạ. Đi nhanh dạ, đi dạ, để lên. Dạ. Thôi. Anh đừng có làm chuyện lỗ mãng nữa. Thấy anh nóng giận như vậy tôi không có yên lòng. Tôi sợ rồi đây sẽ có chuyện bất ổn anh à. Hay mình tính coi đi đâu xa xa một chút được không? Thôi được, Hoa không có làm càn đâu. Em buông Hoa ra đi. Để Hoa coi làm sao.
Hay là mai mình qua kiến hoàng nghe. Thôi, em cứ thu xếp công chuyện đi. Qua ra chợ mua vài món lặt vặt nghe. Không lẽ anh lén đi tìm ông hội đồng làm bậy sao đó? Kệ bên cổ, mà thầy kêu tôi chờ thầy thuyết phục cổ. Tôi chờ miết mà sao không thấy thầy trả lời chứ. Nóng ruột quá cho nên tôi mới sai người tìm cổ để dò ý cổ coi sao đó đã. Nhưng chuyện chi cũng phải từ từ. Tôi cũng đang tính kế đặng cho cổ xin. Chứ ông mà nôn nóng như vậy, tôi e là làm cho cổ sợ. Cổ vẫn còn thù ông dữ lắm. Ông phải để cho cổ nguôi ngoai, chớ chi mà hóc tóc dữ vậy không biết nữa. Lúc nãy cổ một hai đòi bỏ đi nơi khác đó đã. Thầy tính kế chi là việc của thầy. Tôi đã bằng lòng giao tiền cho thầy theo thỏa thuận, thì bằng mọi cách tôi phải có được cổ. Thầy liệu mà lo gì cho sớm. Tôi không muốn chờ lâu nữa nghe không? Dạ. Cảm ơn hội đồng. Cảm ơn ông. Cảm ơn hội đồng. Cảm ơn ông. Vẫn được người xưa, nước mắt cháy dài trên sông. Có một người vợ, một người cứ sao nhớ hồi. Lời thề đã còn nhớ, người giờ ấm êm cao sang, quên nghĩa quên tình. Chuyến đò người đi đâu nhớ bến chiều nơi xưa, kỷ niệm tàn phai như cơn gió thoáng vô tình. Chiều chiều đứng trong xa xa ngóng ai về bên. Mơn mông
phàm ở trên đời á, thì mần chi thì cũng phải khôn ngoan, chứ ngu dốt quá thì làm chi cũng thất bại, mà thành ra hại người nữa đó Đa. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, tao không muốn đôi co với mày, nhưng xin mày đừng dạy con người khác. Mận à, mày muốn khôn hơn á thì mày phải học hỏi tao nè, tao dạy cho. Chứ mày không biết á, ông đang giận chuyện của bà Ba và ông Ba Thiện hay sao mà mày còn chạy tìm ông Ba. Mày có thấy mày làm vậy là mày làm hại thêm bà Ba không? Mày, tao nói thiệt, nếu mày đừng có thải lai đi tìm gặp ông Ba thì bà Ba cũng đâu đến nỗi bị ông hành hạ tàn nhẫn nó như vậy. Hey, tội nghiệp cho bả quá Đa. Ai biểu bả tin tưởng cưu mang mày mần chi, để có ngày bả bị mày hại đến thân sơ thất sở chứ. Hay là mày muốn bả chết mày mới hài lòng phải không? Mày im đi, đừng có nói nữa. Có chuyện chi vậy mày? Thì lời thật mất lòng, tao nói đặng cho mày chừa, lần sau làm gì nhớ suy nghĩ kỹ nghe không. Mùi, cô bớt nói lời lại đi, bộ cô không thấy Mận đang khó chịu sao? Vậy Đa, vậy thôi tôi đi, nãy giờ á tôi nói cũng mỏi miệng rồi. Mận nè, Mận đừng có để ý chi mấy lời của Mùi nói. Người ta có tật chua ngoa đanh đá từ nào tới giờ mà, Mận để bụng làm chi? Nó nói đúng mà, chính tôi là người hại bà Ba ra nông nổi này. Nếu tôi đừng có hồ đồ tìm gặp ông Ba thì chắc là bà Ba không đến nổi bị ông đánh đập tàn nhẫn như vậy. Tại tôi hết đó. Mận, Mận, em cứ nằm yên đi, em đang bệnh đó Đa. Mà cơ làm chi em đi đâu để mắc mưa, đằng bây giờ em bị nóng lạnh như vậy nè. Cũng may là qua thấy em nên lật đật bồng em vô, chứ rủi mà không ai nhìn thấy em nằm đó lâu, em bị thương hàn chứ chơi đâu. Em làm cho qua lo quá. Em mà có chuyện chi, qua biết sống với ai đây? Em ráng ăn cho mau mạnh nghe, qua chừng yến cho em nè. Chờ ở đâu mà có yến cho tôi ăn vậy? Ừ, qua nói em đừng giận nghe. Yến này là do ông hội đồng sai người đem đến đó đó. Thiệt tình đó, qua không có muốn nhận, vì qua biết là em không có ưa. Nhưng ngặt nỗi em đang bệnh, em cũng cần đồ ăn bổ dưỡng để cho mau mạnh, nên qua mới lấy. Em coi kìa, ổng còn đem đủ thứ đồ cho em xài nữa kìa. Em coi đi. Tôi hỏi thiệt, anh có tính đi kiến Hòa không? Hòa đã hứa với em thì Hòa phải đi chứ. Nhưng mà ông hội đồng lại muốn mình ca cho ông nghe một đêm cuối cùng trước khi mình rời khỏi nơi này đó Đa. Ông xuống nước năn nỉ lung lắm, Hoa cũng không biết tính làm sao cho nó đặng nữa. Hoa hẹn ông là
phải chờ ý em rồi mới trả lời. Mà thôi, Qua nghĩ là chắc em không chịu đâu ha. Thôi, để Qua lấy hết mấy thứ này Qua đem trả ha. Rồi Qua cũng lựa lời từ chối ông luôn nghe. Thôi, em cứ nằm dưỡng sức đi nghe. Coi mồi, anh muốn nhận lời ổng rồi phải không? Thiệt tình á, Qua rất hận ổng. Trong đầu Qua lúc nào cũng nghĩ kế để trả thù cho em. Nhưng ông hội đồng tìm gặp Qua, ông nhận ông đã làm quấy, vì ông lỡ thương em lung lắm rồi. Ông hứa với Qua, ông sẽ gặp em rồi sẽ tả tội và bù đắp lại cho em bằng cách là bao cái ghe hát của mình cả một năm hát ở đây luôn. Mà việc ông nói Qua thấy cũng đúng, chứ em cứ rày đây mai đó hoài cực thân em lắm. Nhưng còn ý em sao thì... Tôi không có ý chi hết. Anh thấy được thì cứ nhận lời. Ý ra vậy là em bằng lòng rồi hả? Trời ơi, tốt quá. Chắc ông hội đồng kỳ này ông mừng lung lắm đó đa. Thôi, để Qua đi tìm ổng, Qua báo tin nghe. Thôi ông ấy, để Qua đi. Em ở đây em nghỉ ngơi nha. Ha. Rồi nghỉ nghe. Qua đi ha. Xong chưa em? Nhanh nhanh một chút đi, để ông hội đồng chờ lâu. Ông rầy đó đa. Anh làm chi mà hối thúc dữ vậy? Tôi muốn đêm nay mình phải thiệt đẹp, để ổng phải động tâm loạn trí. Như vậy ổng mới cho nhiều tiền chứ. Bộ không phải anh muốn vậy đó. Vậy thì cứ cho ổng đợi thêm chút nữa. Ổng càng nôn nóng thì càng ham muốn. Tôi quyết phải làm cho ổng chết mê chết mệt mới hả dạ. Thôi mình đi. Tông biệt ai biết.
ngậm ngùi tiễn bạn vì dân trừ bão quân. Chà chà, hôm nay em ca thiết hay, nhưng sao nghe não lòng quá đa. Qua nghe em ca, sao giống như em đang kể chuyện đời mình chứ. Hay lắm, qua thưởng thêm cho em nè. Sao bi lụy dữ vậy? Em làm qua cũng thấy mũi lòng đó. Thôi, em ngồi nghỉ uống miếng nước cho đỡ khô cổ đã. Thầy Đơn, thầy mua giùm tôi thứ chi ngon ngon đặng tẩm bổ cho cổ nghe thầy. Bẩm ông, cổ thấy mệt, ông cho phép tôi đưa cổ về. Ừ, cổ đang mệt mà thầy biểu về là về làm sao? Thầy để cổ ở đây ăn uống chi đó cho khỏe rồi hẳn về. Thôi, thầy làm ơn đi mua đồ ăn giùm tôi một chút. Dạ. Em thấy đỡ mệt không? Hay để qua đưa em vô trỏng nằm nghỉ nghe. Em đừng lo, qua không dám thất lễ với em đâu. Khi nào có đồ ăn á, qua sẽ mang vô cho em. Ông hội đồng, ông diễn trò cũng hay quá chứ. Chẳng phải ông đã dặn Hoàng Xiên chỉ được quay về khi có lệnh ông sao? Chẳng phải việc đêm nay là do hai người đã sắp đặt rạch rồi đâu đó rồi sao? Em biết hết rồi đó. Em thừa biết, ông mượn cớ kêu em tới ca cho ông nghe là để ông dễ bề giở trò tằng tiệu với em thôi, đúng không? Em nói nghe kỳ dữ quá. Có chi mà kỳ? Ông muốn thì cứ nói phứt ra, chứ bài trò làm chi cho tốn công tốn của nè. Sao? Nếu em nói không đúng thì xin lỗi ông, em về đây. Nè, em khoan đi đã. Em ở lại cho qua bày tỏ đôi điều. Qua thầy có trời đất là qua thương em lung lắm. Đêm nào qua cũng nghĩ tới em. Qua ước chi có em nằm bên vui vẻ với qua. Em chịu theo qua nghe. Qua hứa không để cho em thiệt thòi. Em muốn chi qua cũng lo cho em hết. Ông thiệt lòng thương em sao? Qua nói thiệt, qua không hề dối gạt em đâu nè. Ông thương em, chẳng qua ông muốn thỏa mãn sự đam mê sắc dục của ông chứ chi. Em đừng gieo tiếng ác cho qua. Qua thương em vì cái tài, chứ không phải chỉ vì nhan sắc của em. Chẳng giấu chi em, qua muốn được nghe em ca hàng đêm để thỏa cái thú mê cầm ca của qua nữa. Em hiểu ý qua chưa? Em chỉ có thể ở với ông đêm nay thôi, chứ ngày mai
em phải đi khỏi nơi đây rồi. Ông hội đồng, nếu ông thật lòng muốn gắn bó với em thì xin ông hãy giữ em ở lại. Em tính đi đâu chứ? Hoa có nghe thầy Hoàng Xuyên nói chi đâu nè. Để đó, Hoa sẽ biểu thầy ở lại. Hoa bao hết gánh hát của em. Tội chi ông phải nhọc lòng như vậy. Ông cứ để gánh hát đi. Còn em sẽ ở lại với ông. Ông chịu không? Em ở lại Hoa ưng bụng lắm. Nhưng y như em còn muốn nói điều chi nữa phải không? Ông thiệt là người thông hiểu tánh ý người khác đó Đa. Em hứa sẽ theo hầu hạ ông mỗi đêm. Chỉ cần ông chấp thuận cho em một việc. Em muốn chi cứ nói. Hoa không để em thiếu vật chi hết. Em muốn làm vợ lẽ của ông. Ông hội đồng, thằng kia sao tự tiện xông ra đây chứ? Mày ra khỏi đây mau. Cầm lại tiền và đi về đi. Tôi không cần tiền của ông nữa. Thành Thành, theo qua đi về. Anh bỏ tay tôi ra đi. Anh đừng can dự vào chuyện của tôi. Sẵn đây tôi cũng cho anh hay. Kể từ nay tôi không còn là đào của gánh hát Hoàng Xuyên nữa. Anh liệu mà tìm người khác thay thế chỗ của tôi đi. Tôi chán cái cảnh rài đây mai đó lung rồi. Với lại tôi sắp trở thành vợ của ông hội đồng, tôi phải giữ thể diện cho chồng của tôi chứ. Em nói vậy có phải không ông hội đồng? Ờ đúng rồi, cô sẽ chính thức trở thành vợ lẽ của tôi đó Đa. Không, Thành Thành, theo qua đi về. Buông tay cô ra. Dạ đến đâu lôi gọi thằng này ra ngoài. Không, ông hội đồng ơi, đi ông hội đồng, nhanh lên, ông thả Thanh Thanh ra đi. Đi đi, ông thả Thanh Thanh về với tôi đi. Đi Thanh Thanh ơi, em về với Hoa. Hoa cần đi, đi. Thanh đi. Thanh buông ra. Ông hội đồng, đi. Tôi lại ông à, thả Thanh Thanh ra đi. Thanh Thanh về với Hoa đi. Thanh Thanh à, đi, thả đi. Tôi đi ra. Thanh Thanh, im lặng. Thả ra. Thanh Thanh ơi, về với Hoa đi mà. Mày Thanh Thanh, ông trả Thanh Thanh về với tôi đi mà. Tôi lại ông. Ông hội đồng ơi, đêm nay lại dưới có nỗi buồn biết chia cùng ai. Thế giới ngập tràn đắng cay, cứ sao em khổ đau trọn đời. Đừng mày, ta đợi về chưa? Qua cần em. Ông bỏ đâu. Tình yêu qua bao bao.